Thưa quý vị, ở đây vô tình hồi nãy các bạn từ chối ghi nhớ 100 cái cây quạt này làm tôi nhớ đến cái khả năng của một thí sinh trong top 6 của siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1. Bạn là một siêu trí nhớ và tôi tin chắc là quý vị rất nhiều người yêu thích cái nhân vật này. Ngày hôm nay bạn từ chối trở lại với chương trình, bạn lại nhận lời ngồi bên dưới hàng ghế khán giả để cổ vũ cho các thí sinh của chúng tôi. Và chúng tôi mời cái nhân vật đó lên đây để giao lưu, để quý vị có thể nhớ lại cái kỷ niệm của năm xưa. Thưa quý vị, đó là Mai Tường Vân. Xin chào đón. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Chào em, long time no see, lâu quá mới gặp lại. Bữa nay đẹp ra nhiều hay sao, lạ quá vậy? Tại vì em được gặp lại anh Trấn Thành, ban giám khảo và quý vị khán giả, cho nên là hào hứng như này là chắc nhìn tươi hơn đấy anh. Một năm qua em làm gì đi đâu hả? Tình trạng hôn nhân sao rồi? Dạ, có vui vẻ gì không? Sao lúc nào khá đẹp quá vậy? Một năm qua thì em có xuất bản cuốn sách giải mã siêu trí nhớ của em. Em có mang đến trường quay ngày hôm nay. Người ta là tác giả của sách rồi. Anh có cuốn này rồi, có ai tặng cho anh một cuốn rồi. Ở đây thì có anh Thành Nam và anh Danh Anh Vũ. Hai anh đã thẩm định cuốn sách và viết lời giới thiệu cho cuốn sách, cho nên là ngay khi xuất bản thì em đã gửi tới hai anh. Và hôm nay thì có dịp được gặp lại chú Sâm và giám khảo khách mời, nên là em tặng chú và anh ở đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Phải chi nãy mang dư hai cuốn tặng hai đứa nhỏ nữa đỡ. Dạ, có tặng rồi ạ. À, ở trong hậu trường tặng rồi ha. Dễ thương quá. Nãy em có quan sát phần thi vừa rồi không? À, dạ có ạ. Em thấy sao về khả năng của hai bạn? Hai bạn đều là những thí sinh rất là xuất sắc ạ. Nói chung là em xem thì em cũng rất là hồi hộp. Hồi nãy người ta bỏ luôn cái phần ghi nhớ. Đáng lẽ đó là sở trường của em coi em có bực mình không? Tại vì là em biết là các bạn ấy đã áng chừng cái khả năng của các bạn rồi. Ừ. Nhưng nếu hồi nãy cho em vô cái thử thách này, em có làm được không? Cái này thì tại vì là trước khi mỗi thử thách thì em cần phải xem xét dùng cái chiến thuật gì. Thì em cũng không có đảm bảo chắc chắn là sẽ hoàn thành 100% chính xác, nhưng mà em nghĩ là có thể. Có thể đúng không? Còn nếu mà được dùng cái khả năng ghi nhớ thì nó sẽ chắc chắn hơn. Ok. Nên là cũng hơi tiếc nếu mà Tuấn Phi không sử dụng. Nhưng cho anh hỏi là tại sao năm nay không trở lại? Thực ra năm nay để mà xuất bản cuốn sách giải mã siêu trí nhớ thì em rất là bận, cho nên là không có thời gian để ôn luyện đúng không? Thay vì là tham gia thi đấu thì em sẽ chia sẻ tất cả những cái phương pháp mà em đã học được, đúc rút kinh nghiệm để chia sẻ với tất cả mọi người. Cũng tốt, mỗi người đều có những cái chí hướng của mình. Dù cho không trở lại nhưng mà ngày hôm nay bạn mang đến cho chúng ta một cái sự chia sẻ, một cái cuốn sách mà bạn đã trải nghiệm được bằng cái thực tế của bạn, thì tôi nghĩ đó cũng là cái điều tốt. Một lần nữa cảm ơn Đức Giang, cảm ơn Tuấn Phi và Mai Tường Vân, những siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt.